ai là cái người kêu con học cái môn này? Ba hay mẹ? Dạ con không có ba. Thế à? Thế con đang ở với mẹ à? Con đang ở với mẹ và bố con. Một cú địt mạnh mày, thằng danh con này. Chứ phải tôi đấm cho mới nhát rồi.